Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Thưa quý vị, sáng nay, tại tỉnh Bến Tre đã diễn ra hội nghị tổng kết chương trình hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Đến dự có lãnh đạo Quỹ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành, doanh nghiệp trong khu vực. Về phía tỉnh Long An, có Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Quỹ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Út cùng đại diện các sở ngành có liên quan hội nghị được nghe các báo cáo tham luận của lãnh đạo quỹ ban nhân dân các tỉnh thành và doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh cho dùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây sẽ là các giải pháp thiết thực nhằm tăng cường liên kết giữa các địa phương trong dùng, phát triển liên kết với thành phố Hồ Chí Minh, tạo không gian phát triển mới có tính gắn kết, liên mạch hơn, phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương, bảo đảm phát triển kinh tế xã hội bền vững trong thời gian tới, nhất là cụ thể hóa nghị quyết 13 của Bộ Chính trị khóa 13 về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Điểm nhấn đáng chú ý của hội nghị là hoạt động ký kết các thỏa thuận hợp tác kết nối chung giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long nhằm tạo cơ hội đầu tư hấp dẫn cho các doanh nghiệp của các địa phương trong sản xuất chế biến nông lâm sản, khai khoáng. Trước đó, các đại biểu đã được tham quan các gian hàng quảng bá sản phẩm ô cớp, xúc tiến thu hút đầu tư kết nối du lịch của các tỉnh thành trong khu vực. Thông tin chi tiết về hội kỳ sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình thời sự 18 giờ 30 phút tối nay. Mời quý vị tiếp tục đón theo dõi. Tiếp tục bản tin là các nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, lãnh đạo Quỹ ban nhân dân huyện Cần Đức và đoàn công tác của huyện đã có buổi khảo sát vận mộ thân phụ Xuân Quang Hậu, Nguyễn Khắc Tuấn tại ấp Lan, xã Thân Chánh. Chuyến khảo sát được tổ chức nhằm chuẩn bị cho việc trùng tu tôn tạo di tích này ngôi mộ cách làng Nguyễn Khắc Tuấn 100m về hướng Tây Nam. Căn cứ vào những tư liệu hiện có và sự đánh giá của các chuyên gia, xác định ngôi mộ có niên đại vào năm 1806 là mộ của ông Nguyễn Khắc Luật, thân phụ của Xuân Quang Hầu Nguyễn Khắc Tuấn, đã được Du Minh Mạng phong tặng Phấn Dũng Tướng Quân, khinh Sa Úy Thần Sách, Phó Dị Úy Tước Nguyễn Hầu. Ngôi mộ gồm thành mộ bao quanh đã cũ và gãy thành nhiều đoạn, một phần hàm mộ chưa chôn cất, bia mộ ghi bằng chữ Hán Nôm. Qua khảo sát thực tế tại vị trí ngôi mộ và địa hình khu vực, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Giang Quang Hùng đề nghị văn phòng đăng ký đất đai huyện nhanh chóng có bản vẽ xác định vị trí mộ và làm đường vào khu mộ. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện lập thiết kế xây dựng mộ trình ban thường vụ Quyền quỹ cho chủ trương triển khai thực hiện để đảm bảo phương án trùng tu tôn tạo ngôi mộ thân phụ Xuân Quang Hầu huyện Khắc Tuấn, quyện mời Sở văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, Bảo tàng Thư viện tỉnh đến khảo sát, thống nhất phương án xây dựng, đảm bảo hài hòa về kiến trúc và cảnh quan. Cúng tài quyền Cần Đức, lãnh đạo ban tuyên giáo quyền quỹ, cùng đoàn kiểm tra đã có buổi làm việc tại xã Tường Chánh về tiến độ và quá trình triển khai, cụ thể quá thực hiện nghị quyết quyền quỹ, nghị quyết đảng quỹ xã năm 2023. Để cụ thể quá nghị quyết quyền quỹ năm 2023, Đảng ủy xã Tân Chánh xây dựng nghị quyết số 25 của Đảng ủy xã và đề ra 17 chỉ tiêu cụ thể để triển khai thực hiện. Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy xã tiếp tục chỉ đạo củng cố và nâng chất các hợp tác xã và tổ hợp tác nuôi tôm, mở rộng diện tích nuôi tôm công nghiệp, duy trì 14 tổ hợp tác nuôi tôm trên địa bàn xã với tổng diện tích 41,42 ha. Bên cạnh đó, đảm bảo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp trên các trục đường xã ấp theo chỉ thị 29 của ban thường chủ huyện quỹ, hoàn thành giao kiểm thu các cầu đường giao thông nông thôn. Đồng thời, Đảng quỹ xã đã hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm 2023, giao quân đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch trưởng ban tuyên giáo quyền quỹ ngô giang tiến yêu cầu đảng quỹ xã cần tập trung quan tâm đến việc sản xuất của người dân đặc biệt là nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao nâng chất các hợp tác xã hiện có bằng việc tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã phát triển đảng bộ chính quyền xã tập trung lãnh đạo để nâng chất các tiêu chí nông thôn mới đảm bảo tính bền dững Quỹ quỹ Hội đồng nhân dân, Quỹ ban nhân dân, Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyện Tân Thạnh phối hợp với tạp chí Nông thôn Việt, công ty cổ phần nhựa tái chế Duy Tân, đơn vị tài trợ tổ chức khởi công xây dựng năm công trình phúc lợi dân sinh bờ đông kênh 12 trên địa bàn thị trấn Tân Thạnh, xã Tân Bình và xã Tân Hòa quyện Tân Thạnh các công trình gồm cầu bắc qua kênh 12 thuộc xã Tân Bình và ba công trình cầu bắc các kênh trên tuyến bờ đông kênh 12 gồm cầu kênh ranh thị trấn cầu kênh lò trường và cầu kênh trại giống thuộc huyện Tân Thạnh và một cái cống giữa xã Tân Bình và thị trấn tổng kinh phí xây dựng các công trình là 16,6 tỷ đồng trong đó các đơn vị tài trợ trên 6 tỷ đồng phần còn lại là vốn đối ứng quỹ ban nhân dân huyện Tân Thạnh cùng sự đóng góp của nhân dân địa phương các công trình có thiết kế tải trọng 5 tấn, bề rộng cầu là trên 4m và phần xe chạy là 4m. Hệ thống cầu được xây dựng sẽ giúp kết nối giữa các tuyến đường giao thông địa bàn hai xã Tân Bình, Tân Quà với trung tâm thị trấn Tân Thạnh, tạo kết nối giao thương liên quyện Tân Thạnh và quyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Kinh phí thực hiện công trình do Công ty Cổ phần Nhựa Tái chế Duy Tân tài trợ qua sự quan tâm dẫn động của Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, dẫn động tạp chí Nông Thôn Việt. Thanh long Việt Nam nguy cơ thừa cung, còn sầu riêng khả năng rớt giá mạnh khi Trung Quốc liên tục mở rộng diện tích trồng, gia tăng sản lượng. Theo chuyên gia, cuối tháng 2, Trung Quốc công bố nước này đạt sản lượng 1,6 triệu tấn thanh long một năm, gần đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng cả nước. Cột giới thanh long sầu riêng của Trung Quốc sau nhiều năm thử nghiệm thất bại hiện đã bắt đầu cho trái, sản phẩm dự kiến bán ra thị trường năm 2024 với nguồn cung khoảng 45.000 đến 75.000 tấn. Giới Trung Quốc đang lên kế hoạch làm chủ nguồn cung nông sản, khiến các nhóm hàng nổi bật của Việt Nam như thanh long, sầu riêng chiếm 90% sản lượng được xuất khẩu sang thị trường này có nguy cơ dư thừa. Giá nông sản chia cũng khó cạnh tranh với hàng nội địa vì chi phí trồng cao cộng tiền vận chuyển. Quỹ đoàn tơ Hưng phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Chính phủ tổ chức lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2023 nhằm chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 2023 và chào mừng thành công đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 với chủ đề Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số tháng thanh niên năm 2023 được tuổi trẻ huyện Tân Hưng triển khai thực hiện nhiều nội dung như tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục gắn với việc học tập, quán triệt nghị quyết đại hội đoàn các cấp, các hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng đô thị văn minh, đảm bảo an toàn giao thông, các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Tại buổi lễ, huyện đoàn Tân Hương đã trao bản tượng trưng nguồn lực, công trình thanh niên cho địa phương và tặng 20 suất quà học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các em học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn xã Vĩnh Bửu. Tổng kinh phí thực hiện trên 1 tỷ 600 triệu đồng do tỉnh đoàn Long An và mạnh thường quân hỗ trợ. Sau buổi lễ, gần 70 cán bộ và đoàn viên thanh niên của huyện đoàn Tân Hưng và cụm thi đua số 2 tham gia thực hiện mô hình đổi rác thải nhựa nhận nhu yếu phẩm và đồ dùng học tập. Công trình trụ điện nở hoa, thăm tặng quà hai mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn xã và hướng dẫn người dân cài đặt Long an số và nạp hồ sơ trực tuyến qua dịch vụ hành chính công bằng sự linh hoạt sáng tạo các cấp bộ đoàn trên địa bàn thành phố tân an đã và đang thực hiện có hiệu quả mô hình em nuôi của đoàn góp phần động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực dương lên học tập tốt và tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ Gia đình em Phạm Tấn Sang, học sinh lớp 5 trường tiểu học Chỏ Thị 6, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mô côi cha mẹ hai anh em sang sống đương nhờ vào tình thương của ông bà ngoại, với mong muốn giúp đỡ các em có thêm điều kiện trang trải cuộc sống, nỗ lực hơn trong học tập. Từ nguồn xã hội quá, đoàn thanh niên phường 1, thành phố Tân An đã nhận hỗ trợ đỡ đầu bé sang với số tiền 300.000 đồng mỗi tháng. Đó hoàn cảnh giờ rất, rất là khó khăn. Nuôi hai đứa cháu mồ côi, tôi và ông mất sức lao động, giờ cũng nhờ bên chị đoàn hỗ trợ chút đỉnh có trang trải cuộc sống hàng ngày Vì mình già đâu có làm gì được nữa đâu có mất sức lao động rồi qua chia của trợ vật chất các cơ sở đoàn còn thường xuyên thăm hỏi động viên các em trong cuộc sống và học tập đây cũng là nơi các em nuôi tìm đến như một chỗ dựa tinh thần trên địa bàn phường 1 có hai em là em nuôi của đoàn thì hàng tháng thì đoàn phường sẽ hỗ trợ mỗi em mỗi em là 300.000 đồng mong là được quý mạnh thường quân thường xuyên quan tâm hơn hỗ quan tâm hơn hỗ trợ các em để các em có thêm nhiều nguồn để tiếp tục những bước trên con đường học tập. Mô hình em nuôi của đoàn được thành đoàn Tân An triển khai trong năm 2022. Hiện nay, 6 cơ sở đoàn trực thuộc thành đoàn Tân An đã dần hỗ trợ hàng tháng cho 9 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Với ý nghĩa nhân trang thiết thực, mô hình em nuôi của đoàn đã thực sự tạo nên dấu ấn tốt đẹp trong lòng cộng đồng. Bằng sự tâm quyết trách nhiệm, những thanh niên mang trên mình màu áo xanh đã và đang cố gắng hết mình để mang lại niềm vui, thắp sáng ước mơ của trẻ em có hoàn cảnh kém may mắn. Thưa quý vị, từ ngày 15 đến 18 tháng 3 tới, liên quan truyền hình toàn quốc lần thứ 41 sẽ diễn ra tại thành phố hải Phòng. Đây là dịp để những người làm truyền hình trong cả nước gặp gỡ, trao đổi, hợp tác sản xuất, cập nhật xu hướng phát triển của ngành truyền hình và cùng chia sẻ thông tin nhằm phục vụ khán giả tốt hơn. Thông tin của buổi họp báo tại Đài truyền hình Việt Nam liên quan truyền hình toàn quốc lần thứ 41 có nhiều điểm mới đáng chú ý. Từ năm 2023, liên quan được tổ chức định kỳ hai năm một lần, dự kiến vào trung tuần tháng 3. Năm nay, ban tổ chức bổ sung hai thể loại mới là phóng sự ngắn và video trên nền tảng số, nâng tổng số thể loại dự thi lên 11, điều chỉnh hai thể loại. Chương trình ca múa nhạc có thêm hạng mục MV ca nhạc, chương trình sân khấu có thêm hạng mục tiểu phẩm truyền hình, tăng số lượng các tác phẩm dự thi của ba thể loại, chuyên đề khoa giáo, đối thoại, tòa đàm và phim truyện dài tập. Điểm nhấn đặc biệt của liên quan năm nay là ba hội thảo chuyên ngành về sản xuất và phân phối tin tức trong thời đại số, đầu quả truyền hình thực tiễn và xu thế phát triển, phát triển hạ tầng công nghệ kỹ thuật phục vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực truyền hình. Song song với các hoạt động chính thức, còn có các hoạt động bên lề như triển lãm hoạt động thiện nguyện tại Hải Phòng, Lễ khai mạc liên quan truyền hình toàn quốc lần thứ 41 diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 15 tháng 3 tới. Theo thông tin Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết đen kiều tính đến tuần 9, thành phố ghi nhận 4.683 trường hợp mắc bệnh, tăng khoảng 2 lần so với cùng kỳ năm 2022, 2.621 ca. Tuần qua, thành phố ghi nhận 19 ổ dịch sốt xuất huyết mới phát sinh ở 18 phường xã thuộc 11 trên 22 quận huyện, thành phố Thủ Đức. Tổng số ổ dịch được xử lý vùng quá chất trong tuần là 44 ổ dịch và có một phường xã xử lý ổ dịch diện rộng. Có tổng cộng 80 lượt thực hiện diệt lan quang tại các ổ dịch, các điểm nguy cơ tại 63 phường xã, thuộc 15 trên 22 quận quyện, thành phố Thủ Đức. Giới chức Anh thông báo triển khai cơ chế cấp giấy thông hành điện tử nhằm giúp các cửa khẩu biên giới hoạt động hiệu quả hơn và an ninh hơn. Hành khách đến từ Qatar sẽ là những người đầu tiên được sử dụng loại giấy tờ này từ tháng 10 tới. Bộ trưởng Di trú Anh Robert Jenrick nhấn mạnh, việc ủng cố biên giới là một trong những ưu tiên cao của chính phủ. Giấy thông hành điện tử sẽ tăng cường an ninh biên giới bằng cách tăng sự hiểu biết về người muốn đến Anh và ngăn chặn những đối tượng đặt ra mối đe dọa. Giấy thông hành điện tử cũng giúp cải thiện việc đi lại cho những du khách hợp pháp và những người đến từ các nước thuộc Hội đồng Hợp tác Dùng Dịnh sẽ là những người đầu tiên được hưởng lợi từ quy định mới này. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2024, giấy thông hành điện tử sẽ là yêu cầu bắt buộc đối với tất cả các du khách nước ngoài có đủ điều kiện miễn thị thực trong thời gian lưu trú ngắn ngày, bao gồm cả những người đến từ châu Âu. Thủ tướng Hàn Quốc Han Tak-su đã lên tiếng bảo vệ quyết định của chính phủ nước này trong nỗ lực giải quyết tranh chấp về vấn đề lao động cưỡng bức thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh hai nước đang thúc đẩy cải thiện quan hệ song phương. Thủ tướng Han Tak-su cho biết giải pháp của chính phủ Hàn Quốc là kết quả của quá trình cân nhắc nhiều lần nhằm thúc đẩy quan hệ với Nhật Bản hướng đến tương lai. Theo ông, Nhật Bản là nước đáng giềng có thể đóng vai trò quan trọng như đối tác giải quyết nhiều vấn đề kinh tế, an ninh, khoa học và công nghệ cũng như các cuộc khủng hoảng khí hậu. Phủ Tổng thống Hàn Quốc xác nhận trong tuần tới Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ đến Tokyo và có cuộc hội đàm với Thủ tướng Fumio Kishida. Đây sẽ là chuyến công du đầu tiên của một tổng thống Hàn Quốc đến Nhật Bản trong 12 năm qua. su khẳng định chuyến thăm sẽ đặt nền tảng quan trọng cho sự cải thiện và phát triển quan hệ song phương. Hạ à, viện Nhật Bản đã thông qua các đề cử của chính phủ cho vị trí thống đốc và phó thống đốc ngân hàng trung ương mới. Những đề cử này sẽ tiếp tục được chuyển lên thượng viện trước khi chính thức bổ nhiệm. Do liên minh cầm quyền của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đang giữ đa số ghế tại Quốc hội, nhiều khả năng ứng cử viên thống đốc ngân hàng trung ương Kazuo Ueda sẽ được thượng viện thông qua, qua đó giúp ông chính thức trở thành người kế nhiệm ông Haruhiko Kuroda sẽ mãn nhiệm vào ngày 8 tháng 4 tới. Hai ứng cử viên phó thống đốc là chuyên viên ngân hàng trung ương Shinichi Ueda và cựu giám đốc điều hành ngân hàng Ryozo Himino dự kiến cũng sẽ nhậm chức vào ngày 20 tháng 3. Theo kế hoạch, tân thống đốc ngân hàng trung ương Nhật Bản sẽ chủ trì cuộc họp chính sách đầu tiên vào ngày 27 và 28 tháng 4. YouTube đang là nền tảng chia sẻ video lớn nhất thế giới và sở hữu lượng người dùng rất cao, Tuy nhiên, người xem YouTube trên máy tính vẫn gặp tình trạng hiển thị quảng cáo lớp phủ gây cảm giác khó chịu, nhưng điều này sẽ không còn nữa bởi bắt đầu từ ngày 6 tháng 4, YouTube sẽ loại bỏ quảng cáo này. Quảng cáo lớp phủ chỉ có trên máy tính để bàn và gây mất tập trung cho trải nghiệm của người xem. Do đó, công ty sẽ chuyển sang các định dạng quảng cáo khác thân thiện với người xem hơn. Và như vậy, những nhà quảng cáo sẽ phải tìm ra một phương thức khác để quảng bá sản phẩm hiệu quả hơn. Chính phủ Hà Lan xác nhận đang có kế hoạch soạn thảo quy tắc bổ sung nhằm hạn chế xuất khẩu công nghệ sản xuất chất bán dẫn, qua đó bảo vệ an ninh quốc gia. Trong thư gửi Quốc hội Hà Lan, Bộ trưởng Thương mại nước này cho biết các quy định hạn chế sẽ được đưa ra trước mùa hè năm nay. Việc đưa ra các quy định này là nhằm ngăn chặn hoạt động sử dụng công nghệ chất bán dẫn cho mục đích quân sự, đồng thời bảo vệ vị thế duy nhất và dẫn đầu của Hà Lan trong những lĩnh vực công nghệ quan trọng này trước đó hà lan cũng đã đạt thỏa thuận với mỹ về hạn chế xuất khẩu một số máy móc sản xuất chip tiên tiến sang trung quốc ngoài hà lan nhật bản cũng đạt được thỏa thuận tương tự với mỹ quốc gia đang cố gắng thuyết phục các đồng minh cản trở khả năng sản xuất chất bán dẫn của trung quốc và làm chậm lại những bước tiến của gã khổng lồ châu á trong lĩnh vực then chốt này